chị lại mua. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây trên màn hình chúng tôi đã nối máy được đến đầu cầu Lido Sài Gòn, nơi có sứ ngôn viên Hồ Nhạc Tuấn, là một người cũng đã từng xuất hiện trên thông phòng chất TV. Xin chào Tuấn. Dạ, vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả cùng một nửa vòng chất TV, cũng như xin kính chào tới anh David Phạm, một trong những người mà Tuấn thấy rằng rất siêng năng trong việc đưa những tin tức nóng bỏng nhất đến cho tất cả quý khán giả trên toàn thế giới. Hello anh. Hello Tuấn, ngày hôm nay thì chương trình có buổi câu truyền hình này với em để mà chúng ta có thể nói về một câu chuyện đang rất nóng, không những nóng ở trên mỗi câu chuyện của người Việt ở tại hải ngoại mà ngay cả là người Việt Nam, bởi vì câu chuyện này xảy ra ở tại Đà Nẵng. Giữa cô Rebecca Đỗ theo như và những cái đoạn video mà giống như là cái họ điều tra ra cái Facebook của cổ đó, thì tên cô là Rebecca Đỗ, có những cái chuyện mà giống như là quật tiền một người lái taxi ở ngay tại Đà Nẵng, Việt Nam. Hello, chào các bạn, nghe qua một tí cái đồng chí này, đồng chí nói cái gì đó. Và cũng như có rất nhiều cái ý kiến, một mặt cũng có những ý kiến minh vực cho cô ta, nhưng một mặt cũng có ý kiến gọi là phản bác và chê bai. Bởi vì những cái đoạn video đó ở trên YouTube hoặc là trên Facebook đó, họ dùng cái từ gọi là Việt Kiều Mỹ ăn quỵt tiền của người lái taxi ở bên Việt Nam. Nên cái câu chuyện này nó đã nổ, thì họ cho nổ thêm nữa thì anh Derek. Để mà nói rõ hơn thì khi mà nhìn vào cái video đó đầu tiên thì Tuấn có ấn tượng gì về hai nhân vật, có thể nói là cái người mà quay phim không thấy mặt đó là anh tài xế taxi đó và cô Rebecca Đỗ, thì lúc đó Tuấn nghĩ như thế nào khi mà sau khi cái video đó Tuấn vừa xem xong? Mình phân tích về cái video đó đã quý vị nhé. Thứ nhất thì mọi người tôi xem clip này và nhìn cô Rebecca Đỗ, chúng ta thấy Việt kiểu trang đó mà có thể là không nói được rõ và răng và tiếng Việt luôn. Bằng chứng là qua những câu chữ không biết tiếng Việt, tức là những phát âm của cổ bằng tiếng Anh, thì chúng ta biết là cổ không phải là người đang sống hay rành rõi và hiểu về bên phía Việt Nam. Ngược lại về phía anh tài xế đó, thì anh tài xế này có vẻ giống như là rất là bực tức về vấn đề mà 2 giờ sáng phục vụ khách, chở khách đi rồi cuối cùng đưa xuống xe thì xin tiền để trả cái tiền thù lao của anh, thì cô nói là tôi không có tiền bởi vì tôi order, tôi request cái xe này nhưng anh offer cái xe khác đó. Thì cho nên thành thử ra cái câu chuyện này chúng ta đi vào cái đúng cái sai nhé. Đối với Tuấn, quan điểm riêng của chính mình thì Tuấn nghĩ như thế này: cả hai người đều có cái đúng và có cái sai. Đầu tiên chúng ta nói về cái đúng của người taxi ở cái việc nhé. Bị quỵt tiền lúc 2 giờ sáng, cái việc có bực tức hay không? Chắc chắn là có. Nhất là những người mà làm cái ngành dịch vụ ở ngay tại bên Việt Nam nữa, ở lái taxi ở bên Việt Nam thì quý vị biết rồi, nó không là một cái nghề mà không phải là nghề sức ích gì, mà nhất là vào lúc nửa đêm rồi còn bị quỵt tiền nữa với một số tiền là 102.000 đồng Việt Nam. Thứ gì em voi mà Tuấn thấy, nếu Tuấn thì Tuấn cũng sẽ rất là bực mình. Nếu Tuấn là tài taxi, đó là không nghe được, hiểu được cái câu nói, cái ngữ, cái ý nghĩa mà cái người khách đó đang nói với mình. Bởi vì cô gái đó vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt, mà nói tiếng Việt thì bập bẹ, mà nói tiếng Anh thì là rõ ràng anh này đâu có bập bẹ. Bởi vì những cái câu của anh thì anh nói là 100 no money, đó là mình biết rồi. Cái đó là cái đúng của anh taxi. Đúng, gặp Tuấn hay thậm chí Tuấn nghĩ là gặp Phương quý vị cũng bực mình hết. Cái sai của cô gái trong cái vấn đề này là gì thưa quý vị? Thứ nhất, đi xe không trả tiền, đó là một điều không thể chối cãi, đúng không? Chưa kể được không cần biết là Grab và taxi gì, nhưng đi xe đồng ý ngồi lên xe của một ai đó thì tức là người đó phải đồng ý đi xuống xe là phải trả tiền. Thứ gì, cô ta quá say xỉn. Quý vị có thể thấy quá say xỉn mà không biết trả tiền, hành động hay trong những cái lời nói của cô ta mà biết quỵt tiền, tất cả này coi như là gần như mất kiểm soát về những cái lời ăn tiếng nói của mình, một cái mức kiểm soát, một cái mức độ có giới hạn đó. Và cô không, cô có lẽ rằng bởi vì văn hóa của cô
bí hiểm của cô đó, nó đã ăn thấm vào trong cái máu huyết của cô rồi, mà chúng ta gọi là bị con đó. Nên là tưởng là những từ ngữ mà cô dùng có thể không hợp với lại cái nhĩ của những người là cộng đồng mạng. Ví dụ cái câu mà cô dùng thì không phải là người Việt Nam. Cái câu này là cái câu mà cộng đồng mạng không phải người Việt Nam là không phải trả tiền à? Đang nói tiếng Việt mà tại sao cô nói cô không phải là người Việt Nam? Không? Rồi cô bút thêm một câu này nữa, đó là cô nói là nếu như mà tôi bây giờ I don't have money, cô không có tiền, but I do, I don't want to pay for you. Tức là nếu như tôi thậm chí tôi có tiền đi chăng nữa thì tôi cũng không có muốn trả tiền cho anh. Cái câu này lại vấp thêm một cái sự phản đối từ bên phía cộng đồng mạng nữa. Ta nói ủa sao lạ vậy, đi rồi không trả tiền rồi còn nói không phải người Việt Nam rồi còn thách thức là không trả tiền nữa. Đó, và khi mà chúng ta nói đi thì chúng ta cũng phải nói lại, phải không ạ? Cái đúng của cô này, nếu như mà chúng ta nếu lần này chúng ta hãy thử mở lòng ra, đặt chúng ta là cổ ứng trong cái tình trạng gọi là say xỉn, không kiểm soát được mình, thì cái vấn đề nói tóm lại lên xe là phải trả tiền, bắt cậu lái xe lành đấy. 2 phút đồng hồ mà cổ đối thoại với lại người thanh niên lái taxi, thì quý vị biết được rằng cô đã trước đó đã dùng cái phone của mình và book cái dịch vụ gọi là Grab là một dịch vụ đưa đón rất nổi tiếng ở bên Việt Nam và các cộng đồng các nước Đông Nam Á. Thì nó giống như Uber ở Mỹ hay là Lyft ở Mỹ vậy thôi, chúng ta cứ dùng phone bấm lên thì có xe để đón tới. Nhưng vì không biết vì một cái lý do nào đó mà người lễ tân ở ngay tại khách sạn, theo cái câu chuyện mà cái người lái taxi và cô đưa ra trong cái đoạn video đó, không biết lý do nào đó mà để dừng lại ở chỗ này để Lê Sản nói. Ok, hello, chào các bạn. Nói về cái chuyện này, cái thứ nhất là các bạn đã xem rất là nhiều lần cái video đó rồi, đúng không, cái clip đó rồi. Thì Lê Sà nói cho cái câu đầu tiên Lê Sà muốn giải nói này này: một người ở hải ngoại đi về Việt Nam đi một mình lại đi vào ban đêm, nó không còn là lạ lẫm gì với Việt Nam nữa, mà nó là một con cáo già ở Việt Nam rồi. Ok, nó lại còn say xỉn, nó một mình nó đi thì tức là nó không phải là cái loại bình thường như một mình. Nisa đã bằng tưng đây tuổi rồi, mình có đi về Việt Nam đi chăng nữa mình cũng không dám đi một mình ra ngoài đường. Ok, cái đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái tay này nói là say xỉn, say mà không biết trả tiền, say mà lại biết xuống đúng cái nơi mình muốn xuống, đúng không? Say, nếu mà nói là không biết thì theo như Lisa nhìn thì con bé này nó đã lên xe của taxi rồi và đi đến chắc là cãi nhau ở trên xe rồi hay là nói chuyện gì rồi, con bé này xuống cái chỗ đó bắt đầu nói không trả tiền rồi quay ra nói bây giờ muốn đánh thì đánh đi. Xong nó nói tiếng Anh, nó đứng ra giữa đường, nó khuỳnh tay ngay, nó đánh đi. Nếu mà mày đánh tao thì có mấy cái người thanh niên ở đây, có người ở đây protect tao. Đó, nó còn thách thức cái người kia. Và Nisa nghe thấy cái người taxi đấy nói là khách sạn gọi tới. Đó, thì theo như cái tay này nó nói cũng có một phần đúng. Nói là gọi Grab, có nghĩa là gọi mà trả tiền thanh toán trên mạng đó. Thì cái người mà thanh toán trên mạng đấy thì nó phải dùng cái phone của nó. Bây giờ Lisa có cái phone, Lisa trong cái phone của Lisa nó đã có cái app đó rồi, thì nó có cả cái thẻ, cái số thẻ của nhà băng, thì khi mà taxi mà chạy á thì nó sẽ tính tiền trong đó. Đúng, cái đó là đúng. Nhưng chỉ có cái người chủ nhân của cái máy đấy mới gọi được cái xe cáp đấy đến để đón thôi. Lý do tại sao mà khách sạn lại gọi cho cái con bé đấy? Nếu như khách sạn gọi cho cái con bé đấy thì khách sạn phải trả tiền, chứ không phải là con bé đó trả tiền nếu như đi cáp, đúng không? Thì chứng tỏ theo mình nghĩ đó
là con này nó xỉn, nó muốn về khách sạn, nó gọi cho khách sạn là gọi một cái xe cho nó để cho nó về khách sạn, thì cái ông taxi này mới biết là đi đâu chứ, đúng không? Thì khách sạn gọi taxi đến đón nó. Thì khi khách sạn gọi taxi không có lý do gì tính tiền trong cái máy của nó được, không thể nào tính được, hiểu chưa? Trừ khi nó trực tiếp nó gọi. Bây giờ mình có cái app ở trong cái phone của mình thì nó mới tính tiền được chứ, người khác gọi làm sao nó có quyền nó tính vào trong cái đó, đúng không? Thì chứng tỏ con này nó xỉn quá, nó gọi về khách sạn lấy một cái taxi đón nó đi, thì nó xuống được khách sạn rồi, xong bắt đầu nó nói là ồ tao gọi cáp rồi, nhưng mà này cái các thứ, là ý nó là nó đã gọi cáp để cho cái xe kia nó tính tiền rồi, tại sao bây giờ thằng này lại lái đó? Đó là nó bị khúc mắc ở cái chỗ đó. Chấp gì lũ điên vô văn hóa. Thì đó, mình nghe thấy cái thằng này nó nói, nó bảo là ở bên Mỹ, văn hóa Mỹ rồi là này kia các thứ đó, mình bực mình. Đây, các bạn nghe tiếp. Đã gọi cái người taxi đến thay vì gọi Grab, thì trong cái tình trạng say xỉn này, là người lái taxi đến thì cô cứ ngồi lên thôi, đúng không? Giống như là một người, giống như quý vị nào mà 5, 10 năm, 20 năm không về Việt Nam, quý vị sẽ rất là ngỡ ngàng. Thứ nhất là xe taxi rất nhiều màu sắc, nó khác với nước Mỹ. Anh là taxi thì anh phải là màu vàng hoặc là một cái màu xanh đặc trưng nào đó. Thứ nhì, hoặc là anh là Uber thì anh phải có logo Uber hoặc logo của Lyft theo nào. Còn cứ bên Việt Nam biết kêu vô ngồi sư là không cần biết văn là taxi như hay gì thế đấy, rồi, và còn tôi những cái chuyện chào mà chúng ta nghe nói về cái chuyện về taxi đường nữa, mặc dù không biết hiện nay thì còn hay không, nhưng đó cũng là một cái vấn nạn. Thứ nhì đó, có thể cô Rebecca Đỗ cô hiểu lầm về 100.000 đồng Việt Nam và 100 đô la Mỹ. Bởi vì trong cái câu chuyện đó, anh chàng taxi thì nói, tôi muốn là 100 ngàn, nhưng mà có vấn đề về ngôn ngữ, cô Rebecca lại hiểu nhầm là 100. À, khi mà cô dùng cái chữ 100. Ê, cái các bạn có xem cái đoạn mà nói one hundred no money, là cái người taxi đó nói với những cái người Tây kia, đúng không? Cái người Tây kia là để cho người ta hiểu, chứ không phải nói mấy cái con bé này, tại vì con này nó biết tiếng Việt và người ta đã dùng cái phone, người ta chỉ quay thẳng vào cái máy tính tiền rồi, đúng không? Thì khi mà con này nó lên trên xe nó ngồi, nó phải nhìn thấy cái máy tính tiền đấy chứ, đúng không? Chỉ mà một khi một cái người mà nửa đêm mà đi ra ngoài một mình để đi uống rượu đấy, thì Nisa nhấn mạnh rằng nó không phải là cái dạng ngớ ngẩn nữa, mà nó là cáo già ở Việt Nam rồi, đúng không? Các bạn kể cả sống ở Việt Nam đã chắc gì một mình đi đi taxi hay là đi chỗ này chỗ kia không, đúng không? Ít ra cũng phải có một người bạn, hay ít ra cũng phải có một cái gì chứ, đâu phải đơn giản. Nhìn cái kiểu cách con này là con cáo già rồi. Nó gọi Grab car nhưng không có xe, nó chuyển sang gọi taxi vì giá Grab taxi cao hơn Grab car. Nói chung là bản chất của hậu duệ ba que nó vậy. Nếu như mà nó muốn đi trả bằng thẻ đấy, tín dụng đó, thì phải chính cái người có thẻ tín dụng và cái máy, cái phone đó nó có cái app ở trong đó thì mới gọi được. Bây giờ như như Nisa đây muốn đi ở đây muốn đi trả bằng thẻ tín dụng, Nisa không có cái app đấy, không có thẻ tín dụng ở trong đấy, làm sao mà lấy được tiền? Thì cái khách sạn đấy nó không thể nhân danh cái con bé này để nó gọi taxi cho nó được, các bạn hiểu không? Còn nếu như mà nó mà cái người lái taxi nó nói là khách sạn gọi đó, thì Lisa nghĩ rằng con này nó không gọi cho Grab mà nó gọi về khách sạn, nó nói là gọi cho nó một cái taxi đó, thì có nghĩa là khách sạn gọi cái người này đi đến đấy để đón con bé này. Chứ còn nếu gọi Grab á,
là trực tiếp con này gọi gọi lên trên đấy và trả tiền trên đấy, đúng không? Thì bây giờ cứ cho là nó say xỉn đi, cứ cho là nó say xỉn đi, nhưng mà khi mà nó lên trên đấy nó ngồi rồi thì khi nó xuống nó vẫn phải trả tiền người ta, tại vì là lỗi ở nó. Bây giờ nếu như mà không phải ở cái khách sạn ấy gọi thì làm sao mà cái người taxi này biết được con bé đấy ở đấy và biết được là con bé đấy đó đến cái chỗ địa điểm đó, đúng không? Cho nên là gọi Grab ấy, mà trả bằng thẻ tín dụng ấy, chỉ có cái người cầm cái phone đó mới gọi được thôi, đúng không? Chứ không thể nào mà lại xiên về cái chỗ khách sạn để kêu người ra đón như thế được, đúng không? Nếu như những người ở hải ngoại, sống ở hải ngoại ấy, mà như cái thằng này vừa nói ấy, như thế nào không đúng rồi. Tại vì khi mà mình muốn gọi trả bằng thẻ tín dụng thì là phải do chính cái chủ nhân có cái app đó thì mới gọi được. Vớ vẩn, nghe nó nói tiếp. Thì chúng ta có thể tạm hiểu là 100, thì 100 ở đây có thể cô Rebecca nghĩ là 100 đô la, cô nghĩ là chết rồi, cô bị chặt chém rồi. Và trong cái tình trạng say xỉn lúc đó nữa thì cũng không có phải gọi là đáng trách là cái cô này, bởi vì nếu như chúng ta say xỉn thì có đôi khi chúng ta cũng sẽ không có kiểm soát được đúng cái hành vi và thậm chí đúng cái lời nói của mình luôn, phải không ạ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cô Rebecca có cái lúc, nhưng trong trường hợp này nếu mình là anh taxi, có thể mình sẽ làm như thế này để mình không có bị đưa ra cái vấn đề gọi là sai lầm nhé. Đó là nếu như mình là anh taxi đó, thì anh direct, mình phải nhỏ nhẹ, mình phải nhẹ nhàng giải thích rõ ràng cho cái người khách đó, đúng không? Đọc vào cái đoạn video là chúng ta thấy một cái sự nặng lời ở đó này. Chị muốn đi, chị trả tiền cho tôi, xong rồi con nói chị không có tiền, rồi xong rồi người tài xế lại nói thêm một câu nữa là chị không có quyền hỏi tên tôi, đi xe là phải trả tiền đó. Thì đôi khi đó, đối với người say đó, quý vị biết mà, chúng ta làm căng đó, họ làm cà, đúng không? Bởi vì họ xỉn, họ say đó. Đôi khi cái từ ngữ nhẹ nhàng giải thích cho người ta thì sẽ đem ra cái câu chuyện nó tốt đẹp hơn đó. Đó, thứ gì thưa quý vị khán thính giả, nếu như mà mình là người lái taxi, chúng ta nên thêm một cái câu nói này ở lúc mà chúng ta đón khách, ví dụ là như vậy. Ở cái chỗ này đấy thì Lê Xà hơi khập khiễng ở chỗ này này. Nếu như mình là cái người taxi, mình sẽ làm thế này. Gọi về cái khách sạn đó, đúng không? Gọi về cái khách sạn đó để nói với cái khách sạn đó và cái đưa cái phone đó để cho cái con bé này nó nghe. Nếu như mà là người ở khách sạn gọi xe cho cái con bé này. Đó. Tại vì đã có một lần Lê Xà cũng bị cái trường hợp như thế này. Vì mình book xe rồi, nhưng mà có một thằng nó chạy xe ra thì nó kêu mình lên, thì mình lại tưởng là cái xe đó mình đã gọi trước rồi đó, có nghĩa là nó hớt tay trên của cái người mình đã book xe rồi đó. Đến khi nó chở mình về đến nhà thì mình cứ nghĩ là cái xe mình đã book, nhưng về sau mình mới nghĩ lại, mình bảo hóa ra dọc đường mà cái người gọi phone cho mình không phải là gia đình mình, mà là cái người mà mình book, mình gọi phone đó, là muốn nói chuyện với mình, là cái xe đó không phải là cái xe mà mình book đó. Thì mình suy nghĩ mình đã từng gặp cái trường hợp này rồi, nhưng với cái điều kiện là mình trả tiền mặt thì mình nhầm xe, là do lỗi ở mình, mà cái thằng kia nó đưa mình vào cái đó là cũng lỗi ở nó. Đó là cái trường hợp hai người đều có lỗi. Chẳng hạn như là mình book xe rồi thì cái xe kia có số phone của mình, nhưng cái thằng này nó chạy ra, nó thấy mình một cái nó chạy ra nó đón, thì mình lại tưởng nó là cái người mình đã book, thì mình trèo lên xe nó, thì nó cứ thế nó chở mình đi thôi. Đó. Còn nhưng mà cái trường hợp này nó khác, là con bé này nó nói là nó đã gọi Grab rồi thì có nghĩa là chỉ nó gọi thôi, chứ không thể nào khách sạn mà gọi được Grab cho nó cả. Tại vì nó phải có cái app
phải có cái số thẻ ngân hàng tín dụng thì nó mới gọi được. Thì trên cái đường mà Grab nó đi ấy, thì nó cứ thế nó tính tiền vào trong cái thẻ tín dụng của mình thôi, đúng không? Cậu cậu lái xe này lành chị ạ. À? Nếu gặp người khác nó tát cho mấy cái vào mặt rồi nó thế đúng rồi. Thì nên sao nói là cái con này nó không phải là cái con ú văn ớ, nó là cái dạng cáo già rồi, nó chắc con này về Việt Nam nhiều lần lắm rồi, đi nhậu đi nhẹt rồi lả lướt này. Chị không phải là người Việt Nam, chị là welcome to America. Giọng nó thì xỉn thật, nhưng mà cái xỉn của nó xỉn như xỉn kiểu kiểu cáo già hay sao ấy. Nó dùng cái cách này để nó chạy tiền. Cái bọn bọn ở hải ngoại là nó sẽ lợi dụng từng tí một để nó bắt nạt người ta. Chẳng hạn như mình đi bán hàng cho đứa bạn thì mình ú ớ mà mình mới mới bán lần đầu tiên thì mình chả biết, mình tính tiền mình đang nóng ngóng, thì cái con mà nó vào nó mua đồ ấy, nó nhìn được ngay là mình nóng ngóng, là nó bắt đầu nó đưa tiền cho mình trả lại cho nó đúng rồi, xong rồi nó đi nát, nó quay lại nó bảo cứ nãy tao đưa cho mày 50 đồng mày trả lại cho tao thiếu đó. Đó là cái bọn cái cách của cái bọn là bên này nó là như vậy, nó sẽ lợi dụng, nó nhìn vào những cái điểm mà mình u ớ đấy để nó bắt nạt mình. Chẳng hạn trong cái trường hợp này có thể là nó nói là ô nó làm như thế là nó nói ô tao 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 gọi cáp rồi, tại sao mày đến mày đón tao, chứng tỏ là cái trường hợp này đã xảy ra nhiều lần đó, nhiều lần, cho nên con này nó là cáo già, nó hiểu được cái chuyện đó, cho nên nó giả vờ nó say xỉn để nó làm như thế. Nhưng mà thực tế là Grab là khách sạn không thể gọi được, khách sạn chỉ có gọi taxi để đưa đến để cho con này nó đi về thôi, chứ còn gọi Grab để trả tiền trực tiếp trên mạng ấy, thì phải cái người cầm cái phone đó và có cái app ở trong đó. Xin xin ăn người lợi dụng nào phụ nữ để ăn quỵt. Nó thế các bạn thấy nó là một đứa nó ở Mỹ nó về, nói thật hỏi những cái người nào ở hải ngoại đi về Việt Nam có dám một mình đi như thế, con gái con đứa không, đúng không? Mình là bà già mình cũng không dám đi một mình cũng không dám đi cái kiểu đấy á, mà gia đình mình cũng không để cho mình đi cái kiểu đó. Đúng rồi, nếu em là cậu taxi kia em gọi công an mời về đồn làm việc. Đúng, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gọi lại cho cái người mà book mà gọi mình tới đón cái con bé này, đúng không? Thì Lisa mới đang có đánh dấu hỏi ở cái chỗ này nữa, thì cũng chưa biết ai đúng ai sai, mình không được xem cái đoạn cuối. Nhưng mà anyway mình đi lên ngồi lên xe của người ta thì mình phải trả tiền thôi, đúng không? Nó lửa sáng sớm rồi thì mình cũng đã gặp với qua cái trường hợp đấy. Nhưng mà cái trường hợp đấy là cái taxi này ăn hớt tay trên của cái taxi kia, cái đó là cái chuyện của hai mấy cái người taxi. Còn cái chuyện của mình á là mình đi lên taxi thì mình phải trả tiền, có thế thôi. Còn cái chuyện kia đó là cái người mà được mình kêu đến đấy thì người ta sẽ kiện lại cái số cái xe này, đúng không? Tại vì lúc lên đấy mình cũng mải mải hành lý các thứ đó. Cho nên mình nghe thấy cái thằng lái taxi mình đó, đón mình đó, nó bảo đó, người nhà thì mình cũng không hiểu, thì mình cứ nghĩ là ồ chắc là vừa rồi là cái taxi này là người nhà mình book cho mình mà, thì mình nghĩ là ồ chắc cái taxi này. Thế về sau dọc cái đường đi về đến nhà mình ấy, thì cứ điện thoại cứ cứ kêu thôi, kêu mãi. Thế cuối cùng ấy, mình về đến nhà rồi mình mới công việc bình tĩnh lại, thì mình mới nghĩ lại, mình mới nhớ, mình mới nghĩ lại ra là ồ hóa ra thằng taxi này ăn chặn cái của cái thằng taxi kia đó. Nhưng
Vợ, cái chuyện đó là chuyện của những người taxi, còn cái chuyện của mình là cái người đi taxi đến được cái nơi mình muốn đến thì mình phải trả tiền. Đó là cái nhiệm vụ của mình. Còn cái chuyện người này ăn hớt người kia, đó là cái chuyện của những cái người taxi, người ta sẽ tự giải quyết với nhau. Đúng không? Có trăm ngàn mà số. Con này nó là cái đúng, nó là quá mỹ rồi, cho nên nó có những cái trò đấy, cái trò đấy là trò rất là thông minh, các bạn biết không? Mà con này nó là cáo già rồi, nghe cái giọng của nó là biết rồi. Nửa nửa sáng sớm nửa đêm mà đi đi ra ngoài một mình mà lại ăn mặc sexy như thế rồi lè nhè. Lý giả còn nghe thấy nó nói một câu là cái thằng taxi này chở một cô gái đẹp, có nghĩa là được ý nó nói nó là đẹp, chở nó đi rồi còn đòi lấy tiền nữa, cái kiểu như thế, cái giọng điệu như thế đó. Cho nên đây cũng là một cái bài học, nói chung là cũng 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 nói là một cái bài học cho mọi người, để khi mà mình đi taxi thì mình nên chú ý. Cái thứ hai nữa là cho những cái người lái taxi nào mà muốn ăn hớt tay trên của bạn hàng bạn mình nhé, bạn đồng đồng nghiệp của mình ấy, thì cũng cần phải suy nghĩ. Nếu sự thật nó là như vậy thì những cái người mà lái taxi cũng nên chú ý. Nhưng mà Lisa về Việt Nam, Lisa cũng gặp một chú taxi á. Mình mình về Việt Nam mình ngu lắm. Về tiền bạc mình ngu lắm, tại vì cái tiền nó giá nó cao quá cho nên mình chả biết cái gì vào cái gì cả. Thế khi mà xuống xuống sân bay á, thì hỏi bao nhiêu tiền thì hỏi nói là 100 bao nhiêu ngàn, 100 bao nhiêu ngàn á. Thế là mình đưa 120 ngàn, mình đưa 1,2 triệu. Đó, mình đưa 1,2 triệu. Tới xong rồi đưa đúng 1,2 triệu, xong rồi cái chú taxi nói ê, như thế này là không đúng rồi nhá, như thế này là không đúng rồi nhá, như thế này là trả nhiều quá rồi, chỉ có 120 thôi, không phải là 1,2 triệu. Thế là mình lúc đấy mãi xuống sân bay mãi mãi vào check in cho nên là mình quên đi mất là mình chụp hình cái chụp ảnh cái chú đó. Thì mình chỉ việc nói hỏi chú ồ, sao chú hay thế, chú thật thà quá. Thì cái người taxi bảo chứ tôi không ăn được đâu, ăn rồi lại phải ói ra. Đó, cái đấy là mình gặp được cái người taxi rất là dễ thương là như vậy. Cũng có những cái hành động, cũng có những cái cử chỉ của những người taxi khác không không có tốt, nhưng mà có những người cũng rất là tốt. Nói chung nói tóm lại là không phải trong xã hội này bất cứ ở nơi đâu đều có người tốt và người xấu cả, đúng không? Nếu mà mình tóm lại mình mà tốt thì mình đi đâu mình gặp cũng cũng nhiều cái tốt, hoặc là mình đi mình gặp cái cậu đó, cậu ấy chở mình từ ở trong rừng đi ra ngoài quốc lộ, đưa tiền cho cậu cậu không lấy, cậu bảo em thấy chị mệt em chở chị ra thôi chứ không lấy tiền đâu, chẳng hạn vậy. Chứ đâu có phải ai cũng tham lam, ai cũng này kia đâu. Có cái là tại vì cái sự suy nghĩ của mình lúc nào mình vơ nắm cả đũa, mình đi đâu mình nghi ngờ người khác, mình không có cái tự tin đó, cho nên là nghĩ lung tung, nghĩ ai cũng giống ai như vậy. 2 giờ sáng Grab car không có, xe nào chạy đâu chị, khi không có Grab car thì tổng đài Grab tự động chuyển đơn hàng sang Grab taxi, xui anh Grab taxi. Cái đó thì chị không biết, nhưng mà nghe thấy taxi nói là người ở khách sạn gọi. Đó, người ở khách sạn gọi. Thì nên giả đoán là chắc là nó gọi, nó không, nó đi cái kiểu như thế là mình nghĩ là nó biết là xe cộ như thế nào rồi, nó quá hiểu rồi đúng không? Thì
anh taxi nói là cái người ở khách sạn gọi tới, thì chứng tỏ là khi mà người ta đến người ta đón thì người ta biết là người ta chở đến đâu rồi, thì cái người taxi này chở đón con bé này lên lên xe và cái anh taxi này chở đúng đến cái khách sạn đó. Thì cái thắc mắc của Lisa là tại sao không cái người taxi kia không gọi luôn cho cái khách sạn đó, hỏi bây giờ bà không trả tiền này kia các thứ đúng không, vơ đũa cả nắm nhà chị chứ không phải vơ nắm cả đũa. Sorry, nói nôn. Nói cũng hay nhở. Không, cũng nhờ cái Facebook này mình cũng nói được, nói tiếng Việt ok một tí. Nói thật các bạn là mình cũng có nói nhiều tiếng Việt ở nhà, cho nên là nói nhiều khi cũng lung tung nữa. Nó quen mồm rồi, nói ở đây bây giờ nói ít tiếng Việt, nên bây giờ lên trên Facebook này mình nói nhiều tiếng Việt. Cũng là một cái luyện luyện giọng á. Đó. Vơ đũa cả nắm chứ không phải vơ nắm cả đũa. Tiếng Anh ấy là nó hay lộn tùng phèo, giống như là ở bên này đấy, ở Việt Nam mình á thì người đàn bà con gái đấy là thường hay có chữ thị đúng không, chữ thị ở đệm, thì là người Á thì mình sẽ hiểu ngay khi mình nhìn thấy cái chữ nào, ví dụ như là Nguyễn Thị Mai hay là Đỗ Thị Lan hay là cái gì, mình cứ nghe thấy chữ thị là mình biết ngay là đàn bà con gái rồi đúng không. Nhưng mà sang đây đấy, khi mà nhiều khi nó làm hồ sơ đấy, nó để cha nó cái họ ở đằng sau đó, cái tên của mình thì đáng lẽ nó phải đổi lên đằng trước, nó lại không để thế, nó để cái họ của mình đằng trước, nó đút ra đằng sau. Cho nên nhiều khi á, giấy tờ mình viết hay là mình quen là khi mà người ta hỏi mình là tên của mày là gì thì mình cứ đọc cái tên của mình ra thôi, chẳng hạn là Lisa. Thế nhưng mà nó có chữ thị ở giữa nữa thì nó lại lại đẻ ra thành là tên của mình. Cho nên nhiều khi á, điền điền đơn này kia các thứ nó rất là lộn xộn. Nhiều khi á, những cái giấy tờ mà nó không exactly, nó không chắc, nó không đúng 100% với cái tên của mình á, mình lại phải ra cảnh sát. Ra cảnh sát xong rồi lại phải điền thế này, điền thế kia xong lấy cái tên của mình. Rất là rắc rối ở bên này á. Cho nên khi khi mà lên xà mà đặt tên con á, đặt ngắn thôi, chữ Tây luôn, tại vì suốt ngày điền điền đơn, làm cái gì mình cũng phải điền form, điền đơn đó. Đi vào khám bệnh cũng phải điền, đi vào xin học cũng phải điền, đi ra đâu làm cái gì, bất cứ cái gì nó cũng bắt mình điền đơn hết. Cho nên mình bảo thôi đặt tên nó ngắn thôi và đặt tên nó tên Tây, chứ không á suốt ngày phải 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 điền dài một dòng nữa này, này. Bao giờ em về Việt Nam thử phát quyệt taxi như con Tây dỏm đấy cho vui, cho mang tiếng Việt kiều luôn. Ừ, để cho nó nổi tiếng, con đấy bây giờ nó nổi tiếng. Mấy này nếu như cái thà cái mấy cái người hải ngoại mà nói như thế, ồ xỉn này, thông cảm này kia các thứ, please please, giở vờ đi ra taxi xong giở vờ xỉn như thế, xong giở vờ nói I don't want to pay you, xem là nó có đập cho tòa hỏi rồi. Nói cứ như là thử đi, mấy cái người ở hải ngoại ấy, nếu mà banh cái con này ấy, thì thử một phát đi xem là như thế nào. À, những người lái taxi, ông xã mình cũng đã từng lái 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 taxi Uber. Cái khi mà đi chở mấy cái con xỉn này, à, lộ. Hello, hello, how are you? Hello. Mấy thằng đẹp trai.
mẹ là chúng mày hôm nào cũng chụp thằng và đúng rồi mấy người xong rồi về chở mấy cái con mà nó bị xỉn như này đấy thì khi mà tại vì nó gọi thì nó phải trả tiền bằng bằng thẻ tín dụng của nó. Thế xong nó ói ra, nó ói mửa ra xe của mình á. Thì á, ở cái công ty của mình á, nó trực tiếp nó lấy cái tiền đấy, rồi mình đi rửa xe, rồi tiền rửa xe, rồi tiền hút bụi, rồi tiền này, tiền kia đấy. Nó lấy luôn trực tiếp ở trong cái tiền, ở trong cái thẻ tín dụng của mình. Đó, cho nên đó là lý do tại sao mà khi mà nó cầm cái app đấy, nó phải khi gọi xe đấy, nó phải có thẻ tín dụng ở đấy, thì người ta cứ trong cái thẻ tín dụng ấy, người ta lấy ra thôi, tiền mày ói ra xe này, tiền rồi này kia các thứ, làm bất cứ cái gì bẩn thỉu trong xe của mình đó là mình được lấy lại cái tiền đó, và cái công ty đó nó sẽ trả cái số tiền đấy cho mình. Nó đã khóa, Facebook nó đã khóa vì không chịu được lời lẽ của cộng đồng. Mẹ không có tiền thì ở California đi bộ về Việt Nam làm gì? Đi bộ về Việt Nam làm gì? Đúng rồi. Con này chứng tỏ nó là cáo già rồi các bạn. Nó không về chuyện loại vừa đâu. Nó sống ở Việt Nam, nó hiểu Việt Nam rồi. Cho nên nó dùng cái cách này, nó thông minh đấy. Nó chảy bừa kiểu rất là tinh vi, thấy không? Y như là cái con mà nó quay lại, nó đòi, nó kêu nên sạch trả thừa thiếu tiền nó đó. Tại vì nó thấy mình lúng túng, nó thấy mình lúng túng là mình lỗ bao giờ mình bán hàng đâu. Con bé bạn nó kêu mình trông hàng cho nó. Thế thì thôi. Thôi. Vụ này mà của người trong nước thì bọn ba que bên đó bịa đặt chửi người trong nước đổ thừa cộng sản ghê lắm. Ừ, đây thật ra nếu mà chúng cái bọn ba que thật ra đó, nếu mà cái lũ ba que chống cộng mà không suốt ngày lên nói xấu người Việt Nam thế này thế nọ thế trai đấy thì cái vụ này nó cũng không đến nỗi ầm ĩ lên như thế. Nhưng mà tại vì cái lũ chống cộng á, nó suốt ngày nó lên nó chê bai người Việt Nam thế này thế kia, và nó tung hứng rồi nó tung hô người Việt Kiều ở bên này sống sung sướng rồi thế này thế nọ thế trai, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện như thế này. Chứ nếu chúng nó mà không có nổ như bom nguyên tử ấy, thì đâu đến nỗi như có những cái chuyện như này đâu, đúng không? Mình vào trong này mình nói chuyện. Cái bọn này nó mở nhạc to quá. Chờ thử nha cả nhà. Ok. Nó ăn của tôi. Why do you have to go to Deba? Huh? Why do you have to be Deba? Because they are very noisy. So that's why. You can come to my room. But I want to watch TV. Where your earphone. Outside. Very cold. Cold. Outside. You can come in. Not Jack. Jack. No. Nó đang đuổi mình đi vào. Nó bảo tại sao ra đây? Ủa, tại vì cái mấy cái thằng kia nó đang nói chuyện to quá. Nó mày đi vào phòng tao đi. Nó nói là nó muốn xem TV ở đây. Chúng nó có bạn, mình cũng có bạn nhé. Mẹ cha chúng nó. Chúng nó nôi nhau về. Chúng nó mở nhạc ở Mỹ lên ở trong nhà.
Đúng không? Các bạn nhìn thấy cái con đấy là các bạn nhìn thấy nó là cáo già rồi, nó chứ nó không phải cái dạng ngu ngơ, nó không biết gì về Việt Nam đâu. Cái thằng vừa rồi nó nói là tại vì cô ấy không không nói tiếng Việt giỏi, bullshit, bố lão. Nó nói như thế này còn đứng à, bây giờ sao? Bây giờ sao? Không có trả gì hết đấy. À. Xong rồi quay ra nói tiếng Anh à, nếu mà tôi có tôi à, bây giờ không có tiền nhưng mà nếu có tao cũng không trả cho mày đó, nghe con vịt vịt keo vịt kiều ẳng ở Đà Nẵng thấy buồn cho những người sống xa tổ quốc. Người lái xe đã thể hiện được sự bình tĩnh văn hóa khi ăn quỵt tiền sức lao động của mình. Đúng rồi. Chứ bây giờ đánh nó cũng đâu được đâu. Đánh nó thì cũng đâu được. Cho nên nó ỷ vào cái thế đó, nó lại đến trước mặt mấy thằng Tây kia nó đứng nữa. Xong nó bảo là ơ, mày đánh tao đi. Nếu mà mày đánh là tao có người protect tao, là có người che chở cho tao. Đó, nó khuỳnh tay ra, nó đứng ở giữa đó, nó nói ở đây. Các bạn nghe không? Nói tiếng Anh đó. Nó nói tiếng Anh là để cho mấy cái thằng kia nó nghe thấy. Chứ không phải là nó không biết nói tiếng Việt. Nha, các người mấy cái người hải ngoại nghĩ cho kỹ đi, không phải nó không biết tiếng Việt, nó nói tiếng Việt giỏi như thế, nhưng mà nó nói tiếng Anh tại vì ở đấy có mấy cái thằng Tây nó chủ bụng nó nói tiếng Anh, còn mấy người Việt mình thì là không biết nói làm sao để cho những người Tây kia người ta hiểu. Thì ông người taxi chỉ nói mỗi câu 100 no money. Người ta ở đấy người ta còn mặc cả quần đùi nữa thì làm sao người ta không biết giá tiền. Không, con đấy nó quá già, cáo già rồi. Nửa đêm ăn mặc sexy, ăn mặc hở hở hang rồi đi ra uống rượu uống bia là cái dạng gì? Tất cả mọi người đánh dấu hỏi đi. Lưu trai chầu chào baby, wow, baby đó, I'm not baby. Bà già rồi. Cho mình hỏi, con của Nisa không biết nói tiếng Việt à? Nó biết nghe. Trẻ con ở bên đây đại đa số chúng nó không chịu nói tiếng Việt đâu các bạn. Toàn nói tiếng Anh thôi. Nó biết nghe tí thôi, biết nói bậy á, tại nó chơi mấy thằng bậy, nó về nó hỏi mình là cái gì, tao chặt ra mày mày ra làm ba, tao chặt mày ra làm ba bây giờ. Quên làm công nhận. Tao chặt mày ra làm ba, nó hỏi chặt mày ra làm ba là cái gì. Chào cô Duy, chào Vũ, chào Duy Trần nhé. Chào tất cả các đẹp trai, đẹp gái. Dạng đó là dạng người ngựa, ngựa người của Xuân Hinh. Thanh Thanh hiện đó cô. Ừ, nói cứ như là mấy cái người chỉ nhìn vào, Mom, ồ nó, tại vì nó I'm gonna xỉ. eat in your room, yeah. Hả? I'm gonna eat in your room. Why? No. Cause I wanna watch TV. Hả? I wanna watch TV. Now? Yeah. You And eat as well. While can't. you're there. You can't eat if I'm here. Too noisy. Why? Also, Cause it's too noisy. you noisy, not me. Backyard, trust me. You're over there. You can put the TV over there. Nó hiểu chặt ra được làm bố ba là cái gì. Nó hiểu chặt ra được làm bố ba đâu, nó học mấy đứa bạn nó tao chặt mày ra làm ba là cái gì. Bản chất của ba que đã được di truyền lật lọng và đàng điếm. Nói chung là đây cũng là một cái bài học cho bọn ba que. Nó nổ nhiều quá, nó chê người Việt Nam nhiều quá. Cho nên đến bây giờ cái chuyện này xảy ra bắt đầu người Việt mình mới ghét.
mê 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 cho nó mê có cái bằng chứng để cho nó mở cái tơ mắt ra, nó cứ suốt ngày nó khoe người Việt hải ngoại thế này thế kia. Nói chung là ở đâu cũng có người tốt người xấu hết á, cứ làm ra vẻ, cứ tại vì nổ quá bây giờ làm sao. Chứ còn cái riêng cái loại cái con bé này nó không phải dạng vừa, nó sang Việt Nam mà các bạn nhìn cái kiểu của nó, cho dù là Tây đi chăng nữa, Tây nó sang Việt Nam nó cũng sợ chứ, đúng không? Nó lại là dân Việt Nam, nó biết nói tiếng Việt nữa, chứng tỏ nó càng hiểu cái phong tục tập quán của người Việt Nam hơn, đúng không? Nó quỳ tiền người Việt sau lại càng lại oang oang là thương người Việt Nam trong nước. Vậy à? Cái bọn bọn chống cộng thì nói, nếu mà nói là như cái thằng gì vừa nói là nó xỉn rồi, nó không biết nói tiếng Việt rồi này kia các thứ, thì các bạn đấy, Lisa đã nói nhấn mạnh rồi, nó là cái dạng không phải dạng vừa, nói chung là như vậy. Tất cả những cái người ở hải ngoại bây giờ về Việt Nam có dám đi một mình không, nửa đêm như thế không, đi suốt cả đêm như thế là cái dạng gì, chỉ có đi đón khách thôi chứ làm gì nữa. Xong này tôi là gái đẹp, nó muốn chở chở gái đẹp đi, xong rồi nó nói cái giọng như kiểu như là bây giờ ông taxi này thấy có gái đẹp xong rồi đón đi, xong bây giờ bắt nó trả tiền, cái kiểu như vậy đấy. Bọn bao que nó quỳ tiền tát cho mấy phát là nói tiếng Việt ra ngay, như mấy thằng nhóc bên đó về đi xe vi phạm giao thông đầu tiên không chịu nói tiếng Việt bị lôi vào đồn, sau ra lại bằng tiếng Việt sỏi lắm. Mình cái thằng con lớn mình nó giỏi tiếng Việt, chúng nó đâu có đi học tiếng Việt đâu, cho nó đi, mình vừa mới ra khỏi cái nó chạy mất rồi, cô giáo đuổi theo mình bảo chứ con cô nó chạy mất rồi. Nó không chịu học, xong mình hỏi nó làm sao mày không thích học, nó học cái gì mà cô giáo kiểu gì mà cứ đập bàn đập ghế thôi. Nó trẻ con mà khi nó học nó phải có cái gì đó nó hấp dẫn nó, nhưng mà cái kiểu của người mình học nó không làm bài thì hay tức á, kiểu vậy. Hồi nhỏ lên xà đi học á cũng bị cô giáo tát cho một phát. Mình cũng kể trên này qua rồi đấy, hồi đi sơ tán học lớp mấy, lớp sáu à quên, sáu sáu bảy tuổi gì đó, học lớp một lớp hai gì đấy cái thời gian đó, thì hồi ấy chưa về 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 Hải Phòng, vẫn ở ngoài chỗ sơ tán đó. Nên là đi học cái hôm ấy không biết làm sao ấy, đứa nào nó mới trèo lên cái ghế của cô giáo, nó mới nằm bẩn cái ghế của cô giáo. Thế là cô giáo mới hỏi ai làm, thì hôm đấy mình ngồi mình đau bụng mình ngồi một chỗ, thế là mấy đứa bạn không biết làm sao nó lại bảo là mình. Thế là cô giáo bảo là tại sao lại trèo lên ghế của cô, xong mình bảo chứ em thưa cô em không có trèo. Xong bắt đầu bà ấy nói chứ không không làm bẩn thì cũng nên nên lau đi để cho tôi giảng bài. Thế là mình bảo mình gân lắm, mình bướng, mình bảo chứ em thưa cô em không làm em không lau. Xong bây giờ cô không làm thì cũng nên lau đi để cho tôi giảng bài. Em thưa cô, em không làm, em không lau. Cứ đứng ra em thưa cô, em không làm, em không lau thôi. Cuối cùng bà tức quá bà xuống bà tát bốp một phát. Mình không thèm khóc, mặt trơ ra luôn. Tại vì mình đúng. Lại con cướp tiền taxi. Tại Nisa vừa nghe thấy cái thằng này, cái thằng vừa rồi nó ở trên mạng, à chắc là ở bên Mỹ đấy, nó nói là con bé này không có không biết tiếng Việt, rồi là cái cách trả tiền Grab rồi là cái này cái kia, thì Nisa cũng phản biện lại, lại nghe tiếp nó nói cái gì.
là chị gọi taxi em phải không, đúng không? Thì có thể người ta sẽ nói chị gọi Grab mà chứ không phải gọi gọi taxi đâu, thì có thể phân biệt được là à đâu là dịch vụ Grab và đâu là cái dịch vụ taxi thưa anh Darren. Nhưng mà để mà nói rõ hơn là mua mà Tuấn vừa trình bày thì là có nhiều mua chi tiết mà chúng ta phải là bàn tới, bởi vì chuyện thường nếu như là một người taxi mà là không có cái ý là tốt hoặc là có cái ý đồ là xấu mua thì chắc là mua họ cũng không có cầm cái điện thoại là quay mua để làm gì. Và theo như Tuấn thì thấy thì những gì mà người tài xế này nói chuyện với lại cô Rebecca này thì Tuấn nghĩ như thế nào, là có đúng mực chừng mực hay không, hay là có một cái gì đó mà Tuấn không hài lòng hay không? Dạ, anh taxi anh không sai đâu anh, tôi quý vị khán giả anh không sai, bởi vì gặp trường hợp mà sơ vật cho khách mà mình còn bị quên tên, không chỉ là bo nữa mà còn bị quên tên nữa thì chính mình thì mình cũng tức giận thôi, nhưng mà ông bà ta nói mà khi mà chúng ta tức giận thì coi như là sẽ dẫn tới những chuyện không hay. Rất may mắn một điều như thế này, đó là anh cầm cái điện thoại và anh quay lại, bởi vì bây giờ nó có cái tình trạng gọi là quay lại là mất, đúng không? Thì quay lại như vậy, thì khi cái quay lại là như vậy đó, thì cả hai bên không dám lỗi. Như quý vị biết mà, gặp nhiều người mà ba làng hoặc thậm chí người ta không có giữ được cái hành động kiểm soát của mình đó, người ta có thể cho cô này ăn một cái bọc tai liền, ví dụ là như vậy. Nhá. Cái điều đó là điều có thể hoàn toàn xảy ra, nhưng bởi vì cầm cái phone thì về nên Việt thực Nam cả hai thời điểm bên không này có đang mùa là lễ cái điều hội gì gọi là ăn mặc quá cái làm chứng gì đi nhau lễ cả hội, chị sẽ biết có ở Việt Nam chỉ tự trong do cái lời và nói mà dân thôi, chủ nhưng nhất thế bởi vì giới cầm cái camera thì cầm cái video đó là mà sao? phát tán trên các trang mạng xã hội thì mới gây ra một Thì cái ăn tình mặc trạng Việt Nam từ xưa đến mà nay rồi, mặc ở bộ trong đồ cái video ngủ đi này ra ngoài đường với đôi trên dép vòng quèn trên quẹt đó, đâu có sao đâu. Cái sự ayu và cái sự hung đẩy mà không tham khảo, không điều tra của cộng đồng cư dân mạng, nói cái đây có thể là lại cũng mấy sẽ diễn ông ra, thần nhưng mà kinh có biện mấy cái luận trường hợp thì tôi vô cũng không phải vớ vẩn. nói, đây không phải là trường hợp đầu tiên mà đã có rất nhiều trường hợp trong quá khứ. Cộng đồng cư dân mạng đã ayu một cách gọi là thái quá về các vấn đề này, đơn cử là về vấn đề mà cô Rebecca đổ. Nếu như quý vị xem trên các trang mạng Facebook và YouTube, quý vị có thể sẽ thấy hàng trăm ngàn những cái comment mà tất cả đều hơn 90% dồn về cho cô Rebecca đổ này. Người thì chửi, chửi nặng có, người thì chửi nhẹ có, thậm chí cư dân mạng còn tìm ra được cái Facebook cá nhân của cô Rebecca đổ, thậm chí tìm ra được cái trang Instagram của cổ luôn, đến nỗi mà chắc có thể là do bị áp lực từ bên phía dư luận đó, thì cô Rebecca đổ cho tới giờ phút này thì cô đã khóa, tạm khóa cái chương mục cái account Facebook của cổ, nên là chúng ta không có truy cập được. Thì nói về cái thực trạng IU này thì như là một vài bạn trên này nói là khi mà mấy giờ sáng là không có cái loại taxi mà trả tiền bằng thẻ tín dụng đúng không? Grab đúng không? Thì nếu mà như thế thì khi mà con bé này nó mà gọi thì đương nhiên là cái tổng đài đấy nó phải nói cho nó biết là bây giờ không có. Không có thì phải gọi con, mình đoán một là con bé này nó cũng biết là như thế cho nên nó gọi về khách sạn, kêu khách sạn gọi cho nó một cái taxi để về. Thì cái người taxi này đến đấy đón nó đó. Nếu như các bạn nói là cái giờ đấy bọn Grab nó không có chạy nữa thì có nghĩa là như vậy. Mình nghĩ là như vậy, tại vì cái dạng mà nó đi uống rượu ban đêm nửa đêm như thế thì nó không phải là dạng vừa, nó phải hiểu rõ cái cách đi đứng như thế nào rồi đúng không, chứ không có lý do nào nó để cho nó cái kiểu ưỡn ở như vậy được. Lại muốn mồi chài cái ông taxi ông không chịu, cuối cùng là ăn vạ đúng không? Cho nên là mấy trường hợp mà dùng thẻ tín dụng để trả thì chỉ có cái con bé đấy nó gọi thì nó mới trả được tiền ở trong thẻ tín dụng thôi, chứ còn khách sạn mà gọi thì làm sao mà trả được ở trong thẻ tín dụng. Nhưng mà theo Grab còn nó có thể nó dùng thẻ nó quẹt được mà,
Tại vì cái người taxi bảo bây giờ không có tiền Three. mặt thì đưa thẻ đây. Nó đâu có chịu đưa đâu. Đúng không? Three. Two. One. Now. Lấy máy ông thần kinh bệnh nặng. Balloony Ngày xưa ông xã mình ông cũng làm một thời gian, ông cũng làm lái taxi rồi. boy. Đây, ông cũng nói nhiều khi chở mấy cái con mấy cái con xỉn này xong rồi nó mà ói ung ra xe là bắt đầu mình lấy luôn tiền ở trong trong thẻ tín dụng của nó luôn, khem luôn ở trong đó luôn đó. Thì ông xã mình ông được cái tiền đó tại tại vì ông phải đi rửa xe rồi ông phải đi này kia các thứ, cho nên là khổ, bỏ mẹ ăn được lái xe taxi khổ lắm, đâu sung sướng gì đâu. Gặp tôi thì ổn ngay. Nói chung là nếu như những cái trường hợp như thế thì cứ gọi cảnh sát đấy, hoặc là ví dụ như là cái người nào mà như như cái lời ông taxi nói là khách sạn gọi thì tôi tới thì gọi luôn cho cái khách sạn đó, hỏi nó tại sao bây giờ cái cô này cô không chịu trả tiền tôi thì như thế nào, thì nó lấy cái đó là cũng là một cái bằng bằng chứng mà mình quay lên như thế cũng là một cái bằng chứng, và gọi cho khách sạn cũng là một cái bằng chứng để cho khách sạn người ta giải quyết, đúng không? Bây giờ chẳng hạn như cái trường hợp của mình ấy, cũng cái thằng taxi kia nó ăn hết tay trên của cái thằng taxi kia thì hai thằng đó nó kiện nhau, chứ còn mình là khách thì mình chỉ biết là có xe mình nên mình đi thì mình phải trả tiền, có thế thôi, đơn giản vậy thôi. Mà ấy, con kia nó nói nó không có tiền, không có tiền thì nó phải có thẻ tại sao nó không đưa cho người ta, đúng không? Còn khi mà cái Grab nó chở con này thì nó không chở thì nó không thể nào nó có lý do để gì để nó tính thêm tiền của cái con bé này được cả, vì cái con bé này nó phải có cái app riêng của nó, đúng không? Mà cái thẻ tín dụng không phải là khách sạn nó không thể nó biết được mà đi Grab. Bạn taxi hiền quá. Nói chung là làm như thế cũng đúng thôi, không không lẽ mình ra mình đánh nó, bây giờ đánh nó thì mình mang tội. Làm như thế là cái người taxi đó là thông minh, đúng không? Đủ bình tĩnh, người ta cũng có cái trách cái gì nhỉ? Cái kinh nghiệm rồi. Những người lái taxi phải có kinh nghiệm chứ, bây giờ một con bé nó xỉn như thế mà mình tấn công nó thì là cái sai là ở mình. Đấy, tiền thì không đòi được mà cái sai này là của mình nữa. Nếu là em phải trả tiền mới cho xuống xe, không trả tiền không trả phi thẳng vào đồn công an luôn. Chào chị. Ừ thì khi mình dừng xe rồi thì nó chắc là nói hai người giằng co nhau ở trên xe rồi, cả nói rồi, con này nó dừng xe thì nó đi xuống thì chắc là không đòi được tiền thì cái người taxi kia phải 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 lao tới để quay, chắc là xuống để quay chứ đã nói chuyện với nhau rồi mà. Mẹ mình đi sơ tán mấy chục lần rồi, ra đằng kia thì chúng nó lại mở tivi nó xem, ngồi ở đây thì nó lại mở tivi nó xem. Đã lên xe là lôi tiền bất kể ông trời, đúng rồi, thì mình cũng đã nói như cái trường hợp của mình ấy, cái người mình là khách mình chỉ biết là mình đi được đến cái nơi mình muốn đi. Bây giờ cái còn cái chuyện mà ăn hớt của nhau ấy, thì là hai cái người taxi kia nói chuyện với nhau. Chứ còn con bé này mà nó gọi Grab mà Grab nó không chở thì nó đâu có thể nó tính tiền được vào trong cái thẻ tín dụng con này, mà không có lý do gì mà khách sạn nó gọi được cả, gọi Grab là không có không gọi được cái kiểu vậy. Gọi thì tính tiền ở đâu, tính tiền như thế nào, đúng không? Tại vì thẻ tín dụng là trong tay của cái con này mà. Gặp em sảng vai bạt tai nảy nửa ra. Bởi vậy em đâu có lái taxi được. Em mà như thế là em dại,
Em không có lái taxi được, chỉ có đánh nhau tối ngày thôi, tại vì nhiều cái loại khách hàng lắm, nhiều lắm. Ở bên này lái taxi còn bị nó trấn lột rồi nó đánh, rồi nó lấy tiền nữa. Xong về sau ấy taxi nó phải làm một cái lưới, nó làm cái lưới. Em hầu như ngày nào cũng đi xe taxi, khi gọi tổng đài thì họ sẽ chuyển số điện thoại của mình cho lái xe sẽ gọi lại cho mình và hỏi lại là mình gọi xe à, bà đón ở đâu. Khi mình lên xe, tài xế sẽ hỏi đi đâu để họ đặt hành trình rất văn minh. Ừ đúng rồi, thế cho nên nó mới có nhiều cái vô lý ở đó. Nhiều cũng có cái người taxi ma lanh chứ không phải là không có, nhưng mà khi người ta làm con bé này ngồi trên đấy đi cả một chặng đường từ lúc đón đến lúc xuống thì nó phải hiểu là chuyện gì xảy ra, nó xỉn mà nó biết ra nói cái kiểu vậy, nó xỉn. Những người thường hay uống bia uống rượu cũng phải một khi đã xỉn hẳn không biết gì hết, chỉ có nằm lăn xuống rồi không không còn biết gì nữa. Nhưng mà khi đã nói chuyện được cái kiểu như thế là nó không phải là xỉn hẳn đâu. Nó cũng có rượu, cũng xỉn, không phải là không xỉn. Nhưng mà xỉn còn mà biết quỵt tiền đâu gọi là xỉn đâu. Kiểu của nó là kiểu kiểu lợi dụng, kiểu ma lanh. Nhưng nó cũng nào đâu phải dạng vừa đâu, đi đêm đi hôm rồi này kia các thứ nó đâu phải dạng vừa đâu. Nó thấy người ta hiền rồi nó bắt nạt rồi, nó nghĩ rằng nó làm những cái kiểu như thế là nó hiện đại á, nó dùng cái kiểu lừa hiện đại. Tao dạy cho nó một bài học này kia cái thứ, nó nói với mấy thằng Tây kia là dạy cho nó một bài học. Bài học gì? Khi mà mình gọi Grab ấy thì mình lên xe, cái xe đấy nó sẽ tính tiền trực tiếp vào trong cái thẻ tín dụng của mình nếu như mình gọi. Còn nếu mình trèo lên cái taxi khác mình đi thì là do mình chứ không phải do cái người taxi. Cho dù là khách sạn nó không gọi cái người taxi này đi chăng nữa thì người ta thấy có khách thì người ta ồ đi không? Ồ đi đi thì trèo lên xe thì phải trả tiền, có thế thôi. Chuẩn không cần chỉnh. Đúng là như thế. Thực tế là như vậy, nhưng mà nhiều mấy người cái thằng vừa rồi nó nói là chắc là cái cô này cô gọi Grab nhưng mà người Việt không có quen mấy cái này rồi, tại vì ở bên Mỹ đó, nó không dùng tiền mặt này kia các thứ. Mẹ cha nó đi về Việt Nam nó không dùng tiền mặt, nó dùng cái gì nó cũng dùng khác, nhưng mà nó về Việt Nam mà cái dạng nó cáo già như thế đúng không, mà nó không hiểu được cách tiêu tiền à. Bố khỉ. Riêng cái chuyện là đi một mình, con gái mà đi một mình như thế là phải cái dạng như thế nào rồi. Mình về Việt Nam mình đâu dám đi một mình, mà mình không không dám đi một mình, mà cho dù mình có đi một mình chăng nữa thì gia đình mình không để cho mình đi một mình. Nó phải là dạng dạng lừa xuyên quốc gia rồi. Cái dạng này ở bên Mỹ thì cũng là dạng đứng đường. Tóm lại là đồng ý lên xe đi phải trả tiền. Đúng rồi. Cái thằng kia nó vừa nói, ý nó nói là do cái cô này xỉn, rồi hai người đều sai, rồi cô này xỉn, rồi người Việt Nam mà không có hiểu cách như là bên Mỹ thì họ sống họ không có tiền mặt, họ chỉ có tiền thát thôi. Họ không có xài tiền mặt này cái thứ vô lý. Con này nó đi như thế mà nó không không hiểu được cách xài tiền gì á, sao không có tin. Mẹ quá cáo già luôn ấy. Người Việt mình đã được như nó chưa, nó quá quen thuộc với Việt Nam rồi, quá hiểu rồi. Ok vậy đi nha các bạn. Ngồi đây xem cái thằng này nó nói là mình nên đây mình phản biện nó vài câu. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.